Xin chào các bạn, mình là Nghĩa, hiện đang là phụ trách kinh doanh của công ty cổ phần Toyota Thăng Long. Hôm nay thì mình xin phép giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc Corolla Atit. Đây là phiên bản 2.0 Sport thể thao. Và chúng ta cùng xem chiếc xe này có gì nổi bật so với phiên bản cũ. Đây là tổng thể nội thất của chiếc Corolla Atit. Các bạn có thể quan sát thấy tay vô lăng bọc da mạ bạc, ba chấu, tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm. Mốt tôn ra lệnh bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh. Phía bên này điều chỉnh hiển thị của màn hình TFT trung tâm. Toàn bộ vô lăng rất là vừa tay, da khá là xịn. Hệ thống giải trí, chúng ta có màn hình cảm ứng 7 inch. Đây là màn hình chính hãng của Toyota, nhập khẩu nguyên chiếc. Hệ thống điều hòa đã có khá nhiều sự thay đổi, những nút bấm được thiết kế tinh tế hơn. Và đây vẫn là điều hòa tự động một vùng độc lập. Các bạn thấy rất đẹp. Khởi động thông minh Start-Stop. Hộp số tự động vô cấp, 7 cấp số ảo. Với hệ thống điều hòa này, chúng ta có một điểm thay đổi nhỏ trong thiết kế, bằng việc thay đổi từ dạng cửa gió hình thang sang cửa gió hình tròn, sao 5 cánh giống như trên dòng Mercedes A. Xe thì được thay đổi nhiều về tính năng an toàn, đặc biệt là sự bổ sung tới 5 túi khí so với phiên bản cũ. Chúng ta có thêm túi khí rèm, túi khí đầu gối người lái, túi khí hai bên hông ghế và túi khí rèm cho người ngồi phía sau. Các bạn cùng quan sát tổng quan của chiếc xe, nội thất của chiếc xe này. Phiên bản 2.0 chúng ta sử dụng nội thất màu đen. Và đây là hàng ghế sau, rất là rộng rãi, thoải mái, có tựa đầu cho cả ba hàng ghế. Atit thì cách âm rất là tốt. Hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái, có kệ tì tay, sẽ giúp cho các bạn có những chuyến đi dài thoải mái hơn so với các xe cùng phân khúc như là Mazda 3. Đặc biệt là trần rất thấp và khoảng để chân đầu gối cho người, cho hàng ghế thứ hai. Rất là nhỏ. Các bạn cùng quan sát. Hiện tại thì chiếc Atit 2.0 này chúng tôi đang chào giá bán là 896 triệu đồng cho bản 2.0 thường. Còn đối với bản 2.0 Sport đặc biệt, giá niêm yết là 936 triệu. Hiện tại thì Toyota Thăng Long đang có chương trình khuyến mại khoảng 20 triệu đồng tiền mặt hoặc phụ kiện, tùy cho khách hàng lựa chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và sắp tới thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn đánh giá chi tiết hơn về nội thất của chiếc 1.8. Xin cảm ơn ạ.